Chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về các cái vitamin tốt cho xương khớp. Có rất là nhiều bạn hỏi bác sĩ Dung rằng là thì bây giờ thì chúng ta uống cái gì để cho xương khớp được khỏe mạnh, và có rất là nhiều những cái bệnh lý xương khớp. Và theo những cái nghiên cứu mới nhất thì trong cuộc đời của chúng ta ai cũng ít nhất một lần đau lưng, thì các bạn thấy là cái đau lưng nó phổ biến như thế nào đúng không? Nhưng thật ra bản chất là gì? Cơ thể của chúng ta cần phải kiểm soát tốt, và cơ thể chúng ta nó rất là hay bị sai tư thế. Do vậy mà cái việc mà tư thế sinh hoạt của chúng ta nó ảnh hưởng cực kỳ lớn tới hệ xương khớp của chúng ta, rồi cái chế độ ăn uống nữa. Vậy những cái vitamin nào nó sẽ tốt cho cái hệ xương khớp của chúng ta, thì trong livestream lần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Chào Bình Phương, cảm ơn Bình Phương. Chào Duy Thảo, chào Hiếu Huân. Hiếu Huấn. Duy Thảo hôm nay comment sau Hiếu Huấn rồi nha. Mọi khi toàn comment đầu tiên. Cảm ơn chị Bình Phương. Chào Lâm Lý. Ok, thì nếu như bạn nào mà đang chưa tham gia vào cái chương trình là 28 ngày đồng hành của bác sĩ Dung thì chúng ta sẽ cùng tham gia nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái bài tập, rồi là những cái bài sửa đổi tư thế để cho mọi người tránh sai tư thế và tránh mắc các bệnh lý về xương khớp. Thì bác sĩ Dung đã comment cái đường link ở phía bên dưới, thì các bạn có thể vào tham gia nhé. Chào Hoa Huỳnh, chào Lưu Y. Ok, đó thì đầu tiên thì nói về cái chủ đề mà cái dinh dưỡng cho khớp thì chúng ta cần rất là nhiều thứ đúng không? Nhưng vitamin thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bởi vitamin là các chất hữu cơ, nó có chứa một lượng nhỏ trong cơ thể nhưng mà nó lại vô cùng cần thiết cho tại bạn cung nghịch quá. Chào Nguyễn Nhung. Đó, nó lại vô cùng cần thiết cho hệ sự phát triển của cơ xương khớp và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến loãng xương. Thì có rất là nhiều bạn trẻ hiện nay, bác sĩ Dung đã gặp một cái trường hợp như thế này gần đây thôi. Đó là bạn ấy mới hơn 30 tuổi, dân văn phòng, và khi mà đến khám thì bạn ấy bị đau nhức xương khớp, mới hơn 30 tuổi thôi. Và đi kiểm tra thì bạn ấy bị loãng xương. Ban đầu thì bạn ấy nói chuyện mình không có tin lắm, nhưng mà đúng là đến lúc mà mình xem kết quả đo mật độ xương thì bạn ấy loãng xương thật sự. Đó, thì một cái trường hợp cực kỳ trẻ như vậy, thường thì phụ nữ của chúng ta ấy, sau khi sinh chúng ta bị mất canxi qua cái đường mà chúng ta nuôi dưỡng em bé, rồi là chúng ta bị mất canxi qua cái đường chúng ta cho con bú. Xong rồi đến qua tuổi 35 chúng ta bị suy giảm nội tiết, dẫn đến cái việc mà chúng ta bị thiếu canxi trong xương, dẫn đến loãng xương. Thế nhưng mà cái cậu này cậu mới có hơn 30 thôi, và nó không phải là liên quan đến yếu tố nội tiết hay gì cả. Thế nhưng mà cậu ấy bị loãng xương. Thì sau khi mà xét nghiệm ra thì cậu ấy bị thiếu một cái nhóm vitamin mà có lẽ là chúng ta rất là chủ quan về nó. Và đa phần người Việt Nam ấy, đặc biệt là dân văn phòng, khi mà xét nghiệm hầu như thiếu cái loại vitamin này hết. Mọi người có biết đấy là vitamin gì không? Một cái loại vitamin cực kỳ quan trọng cho cái sự phát triển của xương, nhưng đa phần chúng ta đều thiếu và nó vô cùng nguy hiểm. Đó là vitamin D. Vitamin D thì đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa canxi và xương. Đây là một cái loại vitamin mà tốt cho xương, nó có tác dụng giúp tăng cường cái việc hấp thu canxi ở ruột. Rất là nhiều bạn uống nguyên canxi, đúng không ạ? Nó không có vitamin D thì nó không thể hấp thu canxi được. Rất là nhiều bạn cũng uống những cái sản phẩm, ăn những cái thực phẩm giàu canxi, nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể hấp thu được? Thì một phần đó là vai trò của vitamin D. Nó sẽ tăng cường cái sự hấp thu canxi ở ruột và giúp chúng ta hấp thu canxi tốt hơn. Tuy nhiên, cái vitamin quan trọng nhất trong nhóm vitamin D là vitamin D3. Thì nhá, vitamin D2, các nhóm vitamin nhóm D khác chúng ta có thể lấy từ thức ăn. Nhưng riêng vitamin D3 chúng ta chỉ có hai cách duy nhất. Một là lấy nó từ ánh sáng mặt trời. Thứ hai là chúng ta phải dùng thực phẩm bổ sung hỗ trợ. Đấy, chúng ta chỉ có hai cách này thôi. Vậy nên là tại sao các bạn dân văn phòng các bạn hay bị loãng xương là bởi vì như thế. Bởi vì chúng ta suốt ngày ở trong văn phòng và chúng ta không có hề tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thì cái vitamin đầu tiên và vô cùng quan trọng bác sĩ muốn nói đến là vitamin D3. Thì chúng ta có thể có một cái định lượng vitamin nhóm D, thì một số các bệnh viện bây giờ đã làm rồi. Và thông thường các bạn cứ thử đi. Các bạn dễ bị thiếu lắm nếu như các bạn ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bởi vì chúng ta ăn chúng ta có tổng hợp được đâu, đúng không nào? Chúng ta cứ nghĩ là ăn chúng ta đủ, nhưng mà chúng ta ăn chúng ta không thể tổng hợp được, chúng ta chỉ có thể tổng hợp D2, D1.
Mà trong khi đó D3 chúng ta không thể có khả năng nào tổng hợp được, ngoài cái việc là chúng ta phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chúng ta phải dùng các thực phẩm bổ sung hỗ trợ. Thế thì tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì rất là nhiều chị em kêu là bây giờ da bị nám rồi thì bây giờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như thế nào, đúng không? Thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ dùng kem chống nắng, đúng không? Chúng ta sẽ dùng kem chống nắng để bảo vệ cái vùng da mặt của chúng ta vì nó rất là nhạy cảm. Còn các vùng da khác hoàn toàn chúng ta vẫn tiếp xúc bình thường mà, đúng không? Thì đó, thì những cái vùng da khác chúng ta có thể hấp thu được vitamin D3 từ ánh sáng mặt trời. Và thời gian tốt nhất là khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ. Thì mọi người có thể là ra nắng khoảng 10 đến 15 phút là đủ vitamin D3 rồi. Nếu như mà ở trẻ nhỏ ấy mà chúng ta thiếu vitamin D thì nó người trẻ nhỏ sẽ dễ bị các cái khiếm khuyết trong cái quá trình phát triển xương. Và có thể là các bé sẽ bị hạn chế về cái chiều cao của các bé. Thế nên là phụ huynh chúng ta cũng nên để ý về cái vitamin D3 cho các con. Một là hãy cho con ra ánh sáng mặt trời. Hai là chúng ta phải sử dụng cái dạng vitamin D dạng xịt hoặc là dạng dạng giọt đấy, chúng ta sử dụng. Như bé nhà bác sĩ Dung thì từ cái hồi lọt lòng đến bây giờ thì chưa một ngày nào là không dùng vitamin D3 cả. Đó. Thì bởi vì là mình hiểu rằng là cái đoạn từ 0 đến 3 tuổi là bé sẽ rất là cần canxi cho cái sự phát triển của xương. Do vậy mà mình vẫn duy trì như thế và bổ sung thêm cả dầu cá cho các bé nữa. Bởi vì là cái việc chúng ta bổ sung dầu cá nó sẽ giúp não bộ của các bé phát triển tốt hơn. Thì đấy là hai thứ mà ngày nào là các bé nhà bác sĩ Dung cũng sẽ sử dụng như vậy. Một số các nhóm thực phẩm giàu vitamin D, tuy nhiên là bác sĩ Dung nói này, nó chỉ có D2 thôi. Nó không thể cung cấp cho chúng ta D3 được. D3 chỉ duy nhất là chúng ta từ ánh sáng mặt trời thôi. Nó lại hay là như thế. Nên là có rất là nhiều các bạn nói rằng là à thế bổ sung thực phẩm giàu vitamin D có được không? Và một số các loại như là gan rồi cá béo rồi chất béo của động vật rồi các loại sữa đúng không? Các chế phẩm từ sữa ok. Nó rất ok bởi vì nó có chứa cả canxi nữa. Nhưng mà vấn đề là nó không thể cung cấp cho chúng ta D3 được. Duy nhất chúng ta chỉ có thể lấy từ ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng các thực phẩm bổ sung hỗ trợ thôi. Nên mọi người lưu ý cho bác sĩ Dung này. Người Việt Nam đang thiếu vitamin D rất nhiều mà chúng ta không hề chú ý tới. Và đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra loãng xương ở người trẻ. Do vậy mà nếu như con cái của mình mà đang làm việc văn phòng và nếu như chúng ta không cho các bạn ấy tập luyện dưới ánh sáng mặt trời. Rồi, tiếp theo là một cái nhóm vitamin khác mà bác sĩ Dung muốn nói, đó là vitamin K, đặc biệt là vitamin K2. Đây là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, gồm 3 loại thông dụng là K1, K2 và K3. Trong khi K1 thì tốt cho quá trình đông máu và thường tìm thấy trong các loại rau, thì K2 rất tốt cho xương. Và những cái yếu tố có thể khiến cho chúng ta bị thiếu vitamin K2 đó là thiếu dinh dưỡng và cơ thể kém hấp thu. Cái việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh lâu ngày nữa, một số bạn chúng ta phải, đặc biệt là các bé đúng không? Một số bé nào đấy mà chúng ta cứ hay bị viêm đường hô hấp và chúng ta sử dụng kháng sinh kéo dài. Thì khi mà sử dụng như thế thì nó sẽ gây suy giảm cái hệ vi khuẩn ở đường ruột của chúng ta và nó khiến cho chúng ta không được hấp thu được vitamin K2. Và chúng ta có thể tìm thấy vitamin K2 ở trong những cái thực phẩm như là trứng, thịt và các thực phẩm lên men như là sữa chua và phô mai. Đó, vitamin D thì giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi ở ruột đúng không? Vitamin K2 sẽ giúp kích hoạt các protein giúp canxi gắn vào cái khung xương của chúng ta. Đó, vì vậy để xương chắc khỏe thì cái việc mà chúng ta cần hiểu là chúng ta cần hấp thụ canxi tối đa và sẽ giữ được cái canxi ở xương thì đây là hai cái loại vitamin cần thiết đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu. Và chúng ta bổ sung thêm những cái dòng thực phẩm mà giàu vitamin K2. Giàu vitamin K2 như bác sĩ Dung vừa kể đấy, sữa chua, phô mai này, rồi là trứng, thịt rất là giàu vitamin K2. Vitamin K2 thì không có lo ngại quá nhiều, nhưng mà vitamin D ấy, chúng ta chỉ lấy từ ánh sáng mặt trời thôi. Và ngoài ra là các thực phẩm bổ sung. Vitamin K2 thì chúng ta, cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta nếu như chúng ta không gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, ví dụ như hội chứng ruột kích thích này, rồi là những cái bệnh mà khó hấp thu thì chúng ta hoàn toàn có thể đủ vitamin K2 cho cơ thể của chúng ta. Thì đây là một cái loại vitamin mà thường thì trong các thực phẩm bổ sung canxi mọi người cũng có thể thấy đúng không? Trong các dòng thực phẩm bổ sung canxi thì chúng ta sẽ thấy là lúc nào cũng sẽ có D3 và K2 kết hợp với nhau.
Nếu như không có những cái hoạt chất như thế này thì canxi không thể hấp thu được. Đấy, thì các cái nên là khi mà mọi người mua những cái sản phẩm bổ sung canxi thì chúng ta cần phải xem là nó có D3 không, nó có K2 không. Ok, thì đấy là hai loại vitamin thiết yếu cho cái xương của chúng ta. Ngoài ra, cái loại vitamin tốt cho xương khớp nữa, đứng số 3. Có rất là nhiều người là chúng ta sẽ không biết cái thông tin này, và đây là một cái loại vitamin mà nó giúp chúng ta tăng sinh tổng hợp các sợi collagen, đó là vitamin C. Ngày xưa ấy thì chúng ta cứ hiểu là ăn cam đúng không? Ăn cam tăng sức đề kháng, rồi là chúng ta ăn uống vitamin C để tăng sức đề kháng. Nhưng bây giờ theo những cái quan điểm mới nhất thì cái việc này nó hoàn toàn không đúng nữa. Không đúng ở chỗ nào là theo những cái nghiên cứu mới nhất thì vitamin nhóm D mới là vitamin khiến cơ thể của chúng ta tăng sức đề kháng. Còn vitamin C là nó chỉ hỗ trợ ra quá trình tạo collagen và nó giúp chống oxy hóa cho cơ thể của chúng ta thôi. Nên tại sao ấy, cái đợt COVID có rất là nhiều người nhiễm bệnh và nhiễm rất là nặng là vì họ thiếu vitamin D. Thì sau cái đại dịch COVID, người ta mới thấy là trong cái những người mà bị nhiễm nặng và trong những người mà tử vong do COVID thì những người đó đa phần là bị thiếu vitamin nhóm D. Thế nên là vitamin D nó không chỉ là tốt cho cái sự phát triển của xương mà nó còn tốt cho hệ miễn dịch của chúng ta. Vì vậy nên là bạn nào mà hay tập luyện dưới ánh sáng mặt trời thì sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn. Mặc dù là da của chúng ta có thể đen đi, mặc dù là nó sẽ không hấp dẫn, nó sẽ không được trắng, nhưng mà nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Đương nhiên này, bạn nào nhé, ví dụ gia đình có những cái vấn đề về ung thư da thì chúng ta cũng phải cảnh giác, và chúng ta cũng hiểu là chúng ta cần kem chống nắng để ngăn cản những cái tia UV có hại từ ánh sáng mặt trời, đặc biệt là cái vùng da mặt của chúng ta. Da mặt của chúng ta thì nó sẽ nhạy cảm hơn và nó dễ bị các yếu tố ảnh hưởng hơn, và nó dễ gây ra nám và tàn nhang.